Hoa Sứ Lia chào cả nhà. Hôm nay bên vườn em tiếp tục làm clip giới thiệu đến với mình là 19 cây sứa thái ghép ạ. Giá cây nhà vườn bán này có giá từ 100.000 cho đến 200.000 một cây ha. Em gửi hàng trên toàn quốc luôn. Số điện thoại đặt hàng là 0981813055. Rồi, số 1. Số 1 mình đến với cây ghép giống Kim Ngọc 11, một mặt hoa ba lớp, giống này xây hoa rất là to luôn. Cây mình được ghép 7 bo, giá 100.000. Số 2. Số 2 là sĩ thư 1, 3 lớp, trắng viền hồng, hoa thơm. Cây ghép 6 bo, giá 120.000. Số 3. Số 3 là ghép 2 giống Hiệp Thành, 3 lớp nền vàng cam gân đỏ, với lại Lucky, 3 lớp đỏ sọc trắng. Cây ghép 9 bo, 120.000. Số 4. Long Thành, 3 lớp đỏ tươi. Đây, tàn Long Thành xuất sắc luôn. Long Thành ghép 10 bo, 120.000. Số 5, Thiên Hương 3 lớp màu trắng, viền hồng đậm, Thiên Hương hoa thơm. Cây này cái tàn rất đẹp. Cây Thiên Hương ghép 9 bo, 120.000. Số 6, sĩ thư 1, 3 lớp trắng viền hồng, hoa thơm nha cả nhà. Giống này bo rất là khỏe. Sĩ thư 1 ghép 10 bo, 120.000. Số 7. Số 7 một cây củ quái nè. Cây này kêu bằng là củ quái, trên mặt hoa rất là đẹp luôn, rất đáng để mình sưu tầm. Tàn đẹp luôn nha. Ghép giống Vân Ngọc 4 lớp đỏ viền trắng. Đây cái củ của Vân Ngọc. Cây ghép 6 bo, 5 bo Vân Ngọc đỏ viền trắng, 1 bo An Chi màu trắng phớt hồng nhẹ. Rồi 150.000. Số 8. Số 8 là Ngọc Thủy Tiên. Ngọc Thủy Tiên 8 bo, 120.000. Số 9. Số 9 là Ngọc Hiển 5 cánh màu vàng. Ngọc Hiển 7 bo, 120.000. Số 10. Gia Minh 3 lớp màu tím sọc, Gia Minh xoay hoa to, hoa thơm. Cây 11 bo, 120.000. Số 11. 11 là Mảnh Long 3. Đây, Mảnh Long 3 đang chấm nụ nè. Mảnh Long 3, 4 lớp màu vàng viền hồng. Cây ghép 8 bo, giá 100.000. Số 12. 2 giống 2 màu. Cây ghép 7 bo, mà trong đó là 5 bo An Chi, 3 lớp màu trắng, cánh phớt hồng nhẹ, với lại 2 bo Long Thành, 3 lớp màu đỏ. Cây ghép tổng là 7 bo ha, giá 120.000. Đây em rạ máy xuống cho mình xem cái củ nữa nè. Củ này nó chia từng khối nhìn rất là đẹp mắt nha. Rồi ghép 2 màu trắng và đỏ, 120.000. Số 13. 13 là giống Tiểu Chiêu, 3 lớp màu vàng có sọc. Tiểu Chiêu 9 bo, giá 100.000. Số 14. 14 là Hỏa Sơn 3 lớp màu đỏ. Hỏa Sơn ghép 8 bo, giá 100.000. Số 15. Ngân Hà 11, 3 lớp màu vàng có sọc. Cái giống này là chuyển màu 3 giai đoạn, nhìn rất là đẹp, hoa cực kỳ rộ luôn nha. Ngân Hà 11 8 bo, giá 120.000. Số 16. 16 sẽ là Vân Huế 7, 2 lớp màu hồng. Cái giống này là hoa cực kỳ rộ, dễ chăm lắm nha cả nhà mình. Đây, Vân Huế 7, mình thấy vàng nụ của nó này. Củ già nữa nha, củ già và củ quái. Cái củ này dạng giống thân đôi nè. Đây, củ quái này nha. Hình giống như hai người đang đứng ôm với nhau nè ha. Rồi, ghép Vân Huế 7 màu hồng, củ quái. Ghép 7 bo, 180.000. Số 17. Thần Tài 5 cánh màu đỏ. Đây Thần Tài đang chấm nụ nè. Ghép 5 bo, 160.000. Số 18. 18 là Ngọc Thủy Tiên. Ngọc Thủy Tiên đang vô nụ bằng đầu đũa. Ngọc Thủy Tiên ghép 14 bo, giá 200.000. Số 19. 19 đến với một cây cụ hình quái quái nè nè. Cụ già. Cái lô củ này em chọn để làm hàng Tết nè, củ rất là già, củ nói chung là có hình. Năm nào vườn cũng chọn một số củ như vậy để mà bán cho khách sưu tầm Tết. Rồi, cây này ghép 2 màu nha, giống Brom.
3 lớp đỏ viền tím. Coretti 2 lớp màu vàng hoa tươi, hoa thơm. Coretti là vàng tươi luôn, hoa thơm. Cây ghép tổng 8 bo mài 7 bo rơm, 1 bo Coretti. Đây, cái bo này là Coretti chưa có nụ, còn toàn bộ rơm là đang vô nụ nha. Củ hình hơi quái, đem hạ máy xuống cho mình xem cái củ nó nè. Cái củ này già, nó bị cái con ốc ma nó cạp, nó cạp hồi củ nguyên liệu của này, nay nó kéo da xanh lại rồi ha. Rồi ghép 8 bo 2 màu giá 200.000. Rồi hôm nay vườn em giới thiệu mình tham khảo 19 cây ha. Cả nhà xem nếu yêu thích cây nào muốn đặt hàng ủng hộ cho vườn thì cứ gọi theo số máy 0981813055. Khách nào chưa bấm đăng ký kênh mình hãy bấm đăng ký và ấn vào chuông thông báo á, thì mình sẽ đón xem được tất cả những cái video của bên em up lên giới thiệu đến với cả nhà. Rồi em chúc cả nhà có buổi tối ngắm hoa cùng gia đình thật là vui vẻ.